Thưa quý vị và các bạn, trong không khí phấn khởi chào đón năm mới Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã về khu di tích Kim Liên thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo tại huyện Nam Đàn. Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong năm qua, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao, với nhiều dấu ấn nổi bật, chất lượng được nâng lên, tính chuyên nghiệp hiệu quả ngày càng cao. Việc ban hành các kết luận, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động, đẩy nhanh tiến độ không chỉ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội mà còn ở các cơ quan hữu quan sớm triển khai thực hiện đưa các chính sách pháp luật đi vào cuộc sống. Các đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách cao đẹp của người. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về thăm tặng quà cho các gia đình người có công tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nam Đàn, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn nhà 60 triệu đồng cho 10 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác cũng đã trao 10 suất quà cho gia đình có công tiêu biểu, 200 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình người có công tiêu biểu và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nam Đàn.